Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo bổ sung gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về ý kiến tác động thực hiện dự án thành phần 3 theo hình thức PPP, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Đáng chú ý là trong báo cáo này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề xuất mức phí sử dụng tuyến đường này. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau khi Hội đồng Thẩm định Nhà nước thẩm định đánh giá tính khả thi khi triển khai theo hình thức PPP, dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô được phê duyệt. Chi phí quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ cao tốc hiện nay trung bình khoảng 3 tỷ đồng 1 km mỗi năm. Chỉ tính riêng 112,8 km trên tuyến đường vành đai 4, mỗi năm ngân sách nhà nước tốn khoảng 300 tỷ đồng. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị sử dụng khung phí sử dụng dịch vụ đường bộ của dự án tham chiếu áp dụng theo khung giá vé của dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức hợp đồng BOT đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Với thời gian dự kiến đưa vào khai thác năm 2027, mức thu phí cơ sở là 1.900 đồng một xe mỗi km, áp dụng đối với xe dưới 9 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn. Giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc được điều chỉnh tăng 3 năm một lần với mức giá vé tính cho xe tiêu chuẩn. Cập nhật tiến độ triển khai dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Metro Bến Thành Suối Tiên, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mục tiêu hoàn thành công tác nghiệm thu đưa dự án Metro Bến Thành Suối Tiên khai thác thương mại vào tháng 7 năm 2024. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự kiến trong tháng 9 này toàn dự án Bến Thành Suối Tiên sẽ đạt hơn 96% khối lượng công việc. Hiện đơn vị đang dồn lực cùng nhà thầu, tư vấn, tiếp tục triển khai thi công phần khối lượng công việc còn lại để hoàn thành dự án theo kế hoạch đã đề ra. Dự kiến trong quý 1 năm 2024 sẽ nghiệm thu các gói thầu xây dựng, hoàn thành công tác đào tạo nhân lực, hoàn thành lắp đặt các hệ thống cơ điện, tiếp tục kiểm tra và khắc phục khiếm khuyết, hiệu chỉnh thiết bị máy móc trong quá trình vận hành. Đến tháng 6 năm 2024, hoàn thành thi công cầu bộ hành của các nhà ga trên cao, hoàn thành công tác đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu hoàn thành dự án để đưa vào khai thác thương mại toàn tuyến vào tháng 7 năm 2024. Trong nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là khâu cấp cứu ngoài bệnh viện, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào hoạt động trạm cấp cứu vệ tinh bằng đường thủy và đường hàng không. Một trong những nội dung quan trọng được nêu ra tại đề án nâng cao năng lực trung tâm cấp cứu 115 theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố sẽ mở trạm cấp cứu vệ tinh bằng đường thủy tại huyện Cần Giờ và trạm cấp cứu bằng đường hàng không tại bệnh viện Quân y 175. Trạm đường thủy có sự phối hợp của bộ đội biên phòng đưa tàu chuyên dụng phục vụ cấp cứu cho người dân xã đảo Thành An, vùng biển Cần Giờ và những khu vực lân cận. Nâng cao năng lực của trung tâm cấp cứu 115 theo hướng chuyên nghiệp là yêu cầu của hệ thống y tế thành phố hiện nay và tương lai. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được chú trọng để thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN theo tinh thần chỉ đạo của nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 25 tháng 9, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học bảo đảm trật tự an toàn giao thông góp phần phát triển kinh tế xã hội trong tình hình hiện nay, với mục đích bổ sung và làm rõ căn cứ lý luận và thực tiễn bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông, phòng ngừa giải quyết ùn tắc giao thông. Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế qua các năm, người dân đã nâng cao ý thức trong việc không uống rượu bia khi lái xe. Tuy nhiên, công tác trật tự an toàn giao thông còn một số tồn tại hạn chế. Thiệt hại do tai nạn giao thông vẫn ở mức nghiêm trọng, ùn tắc giao thông vẫn diễn ra vào những ngày nghỉ lễ, chưa giải quyết được căn bản. Các đại biểu tham dự hội thảo đã đưa ra một số giải pháp, trong đó việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải lấy con người làm trung tâm. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành luật an toàn giao thông. Ngoài ra, mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chiều qua, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt đoàn đại biểu Công an Nhân dân dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7 năm 2023, với mục đích kịp thời cổ vũ động viên đại biểu thanh niên Công an Nhân dân tham gia đại hội một cách tích cực và hiệu quả. Tổng số đại biểu lực lượng Công an dự đại hội là 32 đồng chí. Đây là những tấm gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và được Bộ Công an, các tỉnh, thành đoàn công nhận danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019-2023. Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà các đồng chí thanh niên tiên tiến đã đạt được trong suốt thời gian qua, đồng thời mong muốn đại biểu tích cực, chủ động trong tham gia vào các nội dung của đại hội, trong đó cần phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên công an tại các diễn đàn, các hoạt động trọng thể, tham gia có chất lượng, thể hiện được trí tuệ và màu sắc riêng của thanh niên lực lượng công an nhân dân.